Cháu đi đâu mà bị chặt cái gối đang như này? Cháu lại thằng này nó ngồi sau. Vâng, anh đứng đi xem ạ. Đứng xem kia. Cháu đi đâu mà bị chặt cái gối nặng như này? Đi xe đạp à? Đấy, hình ảnh của đây là chân là bình thường này, còn chân tràn tràn dịch này. Đấy, nghiêng chân này. Đấy, dịch to rất là nhiều nhé. Mặt thế nào? Quay về này, quay bên kia. Đấy, mặt thì bị sầy này nhé. Cái mặt xuống đúng không? Trên cái đắp nhá, thì chú dặn cháu nhá, thì bố cháu đang đứng sau xem nhá, cuốn từ 1 đến 5 lần giấy nhá. Năm gập, năm gập cái là bó thì mình đứng sang này rồi. Đấy, đặt đây này. Vâng. Anh đứng dịch dịch nhá. Vâng. Sau khi đắp thì đây là cháu vết thương đúng không? Vâng. Chân nó bình thường này, nghiêng chân này. Đấy, chân thì dịch rất là nhiều. Thì hàng ngày anh bôi nghệ cho em từ cái nửa đùi xuống khắp cổ cẳng chân cho em nhé. Nghệ từ ba đùi này xuống ba cẳng chân nhé. Nó bó được sao này, với cháu đây vết thương này. Em không lắp vết thương mà lắp vào cạnh nhé. Lắp trực tiếp đấy nhé. Cháu ghi tay vào đây. Đó. Đắp 20 hôm là hơn 20 hôm là khỏi thôi. Rồi, cháu nhấc chân lên. Đúng rồi. Có đi đá bóng không? Không. Mai khỏi chân đá bóng tiếp nhá. Chân chân to. Cái vết thương của cháu là cho nó hở. Hở ra. Quấn không được quấn chặt quá anh nhá. Quấn nóng lỏng thôi. Xong rồi. Như là một ngày tưới rượu em lên 1-2 lần cho em nhé. Được. Tháo ra xong tưới vào không lại quấn như thế. Dạ vâng. Rồi. Chào cháu nhá. Hôm nay chúng lên ghi hình của cháu và hoàn thiện hình ảnh về quá trình ngày trước. Cháu bị chặt cái gối đúng không? Dạ. Chứ ngày trước ấy, con bị liều, bị chặt cái gối nặng như vậy, sinh do như vậy. Dạ, đợt trước là ông mất. Thì cháu, anh em cháu thì đi ra đồng như là đi nhanh ấy. Thì dạ. Không may đập đúng. À con này cháu đưa ông nhà ta đồng đúng không? Không phải lúc đấy là chưa đưa đâu ạ. À chuẩn bị đưa nhưng mà lúc đấy là hai người cháu đi nhiều đi xe đạp ấy đúng không? Đây là hai người móc tay lái và va vào nhau thành ra ngã. Quỳ đầu gối xuống đúng không? Vâng. Cháu vạch đầu gối rồi cháu hai đầu gối nha. Đấy. Bây giờ cháu bình thường chưa? Đúng ạ. Ngày trước là tụ huyết và xịt, bây giờ mình còn tìm lên chân đúng không? Đúng. Cháu khỏi bình thường là mấy tháng hay rồi? Mấy tháng cháu nhớ không? 3-4 tháng. Không nhớ nữa. Bây giờ cháu bình thường chưa? Cháu dưới ra. Gấp vào. Dưới ra. Gấp vào. Đấy, ngày trước là chân của cháu rất là sưng, bây giờ chân là bình thường đúng không? Thế ta chạy và đi lại cả đầu bình thường chưa? Cháu vừa dưới đây chân thường. Ngày trước chưa bỏ thuốc của chú là đau nhức đúng không? Sưng đúng không? Bây giờ cháu đứng lên ngồi xuống cho chú. À, đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Bây giờ cháu bình thường chưa? Rồi, cháu đi cho chú một vòng dài qua cầu với nhá. Qua hẳn cầu đi thẳng đường nhá. Hiện nay nhà thuốc lên ghi hình của bệnh nhân. Hiện tại cháu đã đi lại bình thường nhá. Ngày trước cháu bị chấn thương gối rất là nặng. Đã hút dịch một vài lần rồi nhưng không được. Sau khi nhà thuốc điều trị bằng thuốc đắp và thuốc uống khoảng hơn một tháng. Hôm nay nhà thuốc lên ghi hình, hiện tại cháu lại bình thường rồi. Không còn nệch người, sưng đau nữa. Được rồi cháu ơi. Nhà thuốc ghi hình thực tế từ đầu đến cuối để cho những bệnh nhân tham khảo và đánh giá hiệu quả thuốc nam và kỳ diệu như nào.
Đấy, thực tế từ lúc bệnh nhân bị này và sau khi bệnh nhân khỏi rồi một thời gian, nhà thuốc lên ghi hình tận nhà bệnh nhân để quay lại hình ảnh thực tế về quá trình điều trị khỏi. Chặt cái gối rất là nặng. Cháu chạy ở trung vòng. Cháu chạy chưa? Chạy vòng. Đấy, chạy vòng. Đấy, hình ảnh rất thực tế nhá. Bệnh nhân là chạy được bình thường rồi. Hình ảnh rất là thực. Chứng minh thuốc nam điều trị khỏi viêm khớp, chặt khớp gối nhá. Sau sang chấn và là chơi thể thao. Và bệnh lý về thoái hóa khớp và gai khớp nhá. Rất chi hiệu quả. Cháu chạy kỷ niệm chú một vòng nữa. Đó, rất là tốt, rất là ngoan đó. Bệnh nhân là khỏi được vài tháng rồi. Bệnh nhân khỏi mấy tháng thì bệnh nhân chả nhớ được mấy tháng rồi. Nhưng biết là bình thường rồi. Rồi. Cháu đã bóng tiền đạo hay là hậu vệ mà chạy khỏe thế? Đây cháu. Cháu bóng tiền đạo không? Đây hay hậu vệ? Thường thì có lúc hậu vệ, có lúc lên đá. À, lên tiền đạo đúng không? Lên công về thủ đúng không? Hôm nay lên hình của cháu một cậu cháu khỏe hoàn toàn rồi nhá. Thay mặt nhà thuốc chúc cháu ngoan học giỏi nhá. Bắt tay cháu, chào cháu nhá. Ok cháu.